Vậy thì tại sao trong Kinh Phật nói thân người khó được? Thân người rất là khó được. Do nhân duyên gì mà mất thân người này lại được thân người khác? Đến nhân gian, nhà Phật nói, có mười pháp giới. Mười pháp giới có nhân và có quả. Có quả thì phải có nhân. Nhân thế nào thì quả thế đấy? bạn hãy suy nghĩ kỹ hiểu được điều này thì bạn mới biết thân người khó được mười pháp giới đứng đầu là phật cái nhân của phật là gì tâm bình đẳng là phật khi tâm chúng ta được bình đẳng rồi thì sẽ sanh sang phật đạo tâm sáu độ là bồ tát tâm tứ đế là a la hán thượng phẩm thập thiện là thiên đạo trung phẩm thập thiện là nhân đạo cô thử nghĩ con người chúng ta sống trong cuộc đời này cả ngày từ sớm đến tối những thiện niệm trong ta nhiều hay là ác niệm nhiều mỗi niệm từ ngày mùng một đến 30 tháng chạp. Trong suốt khoảng thời gian đó, chúng ta móng tâm ác ý, nói năng tạo tác. Mình tạo 10 điều ác nhiều hay là 10 điều thiện nhiều? Cô suy nghĩ như vậy thì đủ biết rồi. Ác hẳn nhiều hơn là thiện. Làm ác, sanh ba đường ác. Làm thiện, sanh ba đường thiện. Cho nên, mất thân người rồi lại được thân người khác. Trừ phi chúng ta ngay trong cuộc đời này, từ sớm đến tối đầu năm đến cuối năm chúng ta khởi thiện niệm làm việc thiện nhiều hơn khởi niệm ác làm việc ác cô có hiểu được cái lý này thì cô mới biết rằng kinh phật dạy không sai